đang xuống nha anh chị cô chú. Đạp thẳng lại đây, đạp thẳng lại đã. Đạp thẳng lại. Chắc là lọt chứ không? Lọt không? Hello anh chị cô chú nha, chào mừng anh chị cô chú đến với kênh YouTube của Năm Mấy Cây. Comment công ty Goldmark lại tiếp tục giao một chiếc máy BLR 892.2 về Châu Thành Tây Ninh nha anh chị cô chú. Anh chị cô chú nhớ theo dõi video năm tại đi theo xe về ở Tây Ninh giao máy cho khách luôn nha. Rồi mời anh chị cô chú theo dõi nhé. Hiện tại máy thì đã được lên xe, cơ bản đã được lên xe để chuyển đi Tây Ninh. Đây chiếc này là chiếc 892.2. Chiếc này được khách mua về để chạy chuyến đi cày kéo móc. Chuyến đi cày và kéo móc nha anh chị cô chú. Đây hiện tại bên công ty Goldmark là chuyến nhập khẩu và phân phối cái máy cày BLR tại Việt Nam nha anh chị cô chú. Chiếc này là 892.2, 90 mã lực. Anh chị cô chú nào quan tâm về cái máy này á thì nhớ gọi điện cho Năm Mấy Cây. Có số điện thoại ở đâu bây viết và trong cái video nhé. Năm có để số điện thoại anh chị cô chú có thể liên hệ để Năm tư vấn bảo giá chính sách tại từng thời điểm nhé. Thời điểm này chiếc 892.2 này thì nó có giá của nó, giá là 638 triệu nha anh chị cô chú. Anh chị cô chú mua chiếc này thì bên công ty Goldmark sẽ giao về tận nơi cho mình luôn, giao toàn quốc luôn nha anh chị cô chú, miễn phí giao hàng toàn quốc nhé. Bảo hành tại thời điểm này với cái con 892.2 này nó sẽ là 1.200 giờ hoặc 1 năm nha anh chị cô chú, 1.200 giờ hoặc 1 năm cho anh chị cô chú nhé. Đó, chính sách giá cả mỗi thời điểm mỗi khác nên anh chị cô chú cứ liên hệ với Năm Mấy Cây để được tư vấn cụ thể nhá. Rồi mời anh chị cô chú tí nữa cùng đi Tây Ninh với Năm Mấy Cây nhá. Rồi hello anh chị cô chú nhá, xe tải chở máy thì cơ bản là đi rồi, giờ Năm mới là thêm tài xế nữa để đi về Tây Ninh giao máy cho anh khách mua chiếc 892.2 nhá, chiếc đầu tiên 892 BLR 892.2 về Tây Ninh trong năm 2023 nhá. Rồi anh chị cô chú cùng theo chân Năm Mấy Cây để đi Tây Ninh nha. Hello. Let's go. Hello anh chị cô chú nhá. Hiện tại Năm đang có mặt tại Châu Thành Tây Ninh kinh khủng. Đây, máy vừa mới đến nơi. Đây, quay cho anh chị cô chú luôn. Nắng lắm, nắng kinh khủng luôn. Nắng lắm nha anh chị cô chú. Đây hôm nay đây con của anh không à? À hồ chú. Hả? Không quốc đồng hồ á. Rồi. Đây mày đã xuống nha anh chị cô chú. Đạp thẳng lại. Nay có cả Thiền Vũ TV cùng tới tham dự. Nắng quá, nắng luôn, nắng kinh khủng. Ở khu vực này nắng nóng là do cái nền đất ở đây là cái cát nó nhiều, cái đất cát nó nhiều nên là nó hấp thụ nhiệt mạnh, nhiệt độ nó giữ được lâu.
bạn mày đang sửa nhá. Dạ luôn vào nhà, nhà của anh Phong thì ở góc bên kia. Dạ, chào anh. Giờ này là mà hơn 2 giờ nhá, gần 3 giờ. À đây nhà của anh Phong ở đây. Là lọt chứ không? Lọt không? Rồi, ok. Vừa lọt luôn. Đây rồi. Thì là nắm xe vận hành thầy ấy xong rồi rút lui thôi. Rồi anh chị cô chủ theo dõi tiếp đi nhé. Đây nhà anh Phong. À thiết kế để dành cho nó mà giờ chui không lọt à? Chắc phải nâng lên à? Nhưng mà lọt khả năng lọt thế em lọt chạy sạt bên này là lọt này. Trước nay là câu thẳng nhé. Câu thẳng nha anh chị cô chú. Câu thẳng 892.2. Khu vực này chuyên đi cày, cày với là kéo móc. Nên là anh chọn cái phân khúc câu thẳng. Vỏ hông bự, vỏ hông lớn. Vỏ sau của nó là đây mày giao có phụ tùng kèm theo tặng cho anh hai cái nón bảo hiểm. Khách đến xem máy, bà con xung quanh có đến xem, anh nào cũng rất là háo hức, rất là vui nhá. Rồi cơ bản nắm cũng đã giao xong máy cho khách, hướng dẫn vận hành xong xuôi cả rồi. Ui, nóng quá nóng luôn. Đây giờ đến à. Dạ dạ ok anh. Khách không thích quay tiền, anh Phong không thích quay tính tiền nên là không quay. Em đâu không chịu. Em tính giờ em gửi ra em đi cái gì nữa đó. Rất là nóng nực luôn. Thì ông tròn á, mà tại ông thích đi bộ riêng hơn. Thịt bò rin hả? Rin thì nói em ơn. Trong cái thời gian bảo hành với cái máy mới thì mình khuyến cáo là không đồ chỉ gì hết nhá. Không đồ chỉ. Không đổi chỉ chỉnh nha. Không thay đổi kết cấu nào hết bảo hành mới được đổi thôi. Thì muốn làm gì đấy không? Bởi vì khi mình mà về một số dân thì họ thích đồ chỉ cái này đồ chỉ cái kia, nếu mà nó ảnh hưởng đến cái vấn đề kỹ thuật của máy á thì cái đến lúc mà bảo hành cả thứ thì nó sẽ khó khăn, gặp khó.
Đó nên là khuyên khuyên mình là không nên đồ chế gì cả trong thời gian máy mới, trong thời gian bảo hành. Máy đã được bàn giao xong nha anh chị cô chú. Đây anh Vũ. Đây anh Vũ cũng có qua tham gia chương trình với là năm máy cây lớn nhá. Rồi, Vũ. Chào cô chú anh chị nha. Ở đây nóng quá. Nóng luôn, nóng ướt hết áo luôn. Rồi, lắc lên xe mà mới lạnh. Rồi, cơ bản cái bàn giao cái chiếc máy 892.2 này cho anh Phong ở ở cái gì ta ở Châu Thành Tây Ninh cũng đã xong. Anh chị cô chú xem video thì ai thì nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube năm máy cây nhé. Sắp tới thì bên công ty cũng có rất là nhiều sản phẩm, rất là nhiều cái thương hiệu sẽ được nhập về phân phối ở tại Việt Nam. Anh chị cô chú nào quan tâm thì alo cho năm máy cây. Hiện tại công ty Goldmark đang tuyển đối tác, tuyển đại lý toàn quốc. Anh chị cô chú nào có nhu cầu đại lý nào mà hiện tại đang còn phát triển bên vấn đề nông ngư cơ, muốn kết nối với bên công ty Goldmark thì nhớ liên hệ với năm máy cây nhé. Năm máy cây sẽ làm việc trao đổi với anh chị cô chú. Hiện tại công ty Goldmark đang còn phân phối độc quyền hai thương hiệu vỏ lục máy cây tại Việt Nam nhé. Vỏ thương hiệu Trelebox của Thụy Điển và một thương hiệu vỏ máy cây BKT của Ấn Độ nhá. Anh chị cô chú nào quan tâm thì alo cho năm máy cây. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại anh chị cô chú nhá.